Lời Bác Hồ dạy, ngày này năm xưa. Lời Bác Hồ dạy, ngày này năm xưa. Bất kỳ khó khăn gì, bất kỳ công việc to mấy, ta đoàn kết đều làm được cả. Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài nói chuyện với đại biểu nhân dân tỉnh Thanh Hóa ngày 13 tháng 6 năm 1957. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đất nước vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh. Miền Bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Lời dạy của Bác đã chỉ rõ ý nghĩa, vai trò quan trọng của sự đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh, là khâu then chốt của mọi thành công. Đồng thời, Bác căn dặn đồng bào và nhân dân ta phải luôn nêu cao tinh thần vượt khó, đồng tâm hợp lực thì việc to mấy cũng làm được, cũng thành công. Đoàn kết còn chính là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Nhờ có tinh thần đoàn kết, đồng tâm, hợp lực của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta mà dân tộc ta đã đánh thắng hai đế quốc đầu sỏ hung bạo, giành độc lập, thống nhất đất nước, trở thành dân tộc tiêu biểu cho lương tri của nhân loại trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới ở thế kỷ 20 và đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Song lời dạy, bất kỳ khó khăn gì, bất kỳ công việc to mấy, ta đoàn kết đều làm được cả, vẫn còn nguyên giá trị. Không những là tư tưởng, phương châm chỉ đạo, mà còn là nguồn sức mạnh, động viên, thôi thúc toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành tuyệt đối của đảng, nhà nước và nhân dân. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đòi hỏi quân đội và mỗi cán bộ chiến sĩ phải luôn quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng trên tình thương yêu giai cấp, lúc thường cũng như lúc ra trận. Giữ vững và không ngừng củng cố tình đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng nòng cốt cùng với toàn đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Nơi tìm ta với nắng mặt trời của Bác trong tranh đấu, ta mạnh trơn tiến bước cho quê ta, cho muôn nơi dứt tiếng khóc vang tiếng cười, làm Bác thăm lòng dân đời đời. Ôi vinh quang biết mấy, tiên dưới cờ của Bác ta đi tới giữa bình minh chiến thắng trên cao nguyên nơi ven đô giữa xóm ấp trong phố phường cùng Bác.